Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại kênh của em Điền. Thì thực sự em Điền rất là bận, nhưng mà đặc biệt hôm nay em Điền thấy một cái lô đất này cực kỳ rẻ luôn. Đó, theo như anh Điền là thấy rẻ đó, nhưng mà theo anh chị thì không biết như thế nào. Thì đó, bây giờ em sẽ quay giới thiệu cho cô chú chị cái mảnh đất này nha. Đây anh chị, thì hiện tại em Điền thì đang có mặt ở tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì từ cái vị trí này mà đi xuống biển Hồ Tràm thì đường chim bay là 10 cây số, em thì cũng có đo rồi. Và đi theo đường hiện hữu, đường bình thường thì khoảng là 15 cây số. Đó, ra thị trấn Phước Bửu cũng rất là gần ha. Nằm khu dân cư anh chị. Đây, trong này khu dân cư ha. Đó. Khu dân cư hiện hữu hết rồi. Thì cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu đây. Đây anh chị. 126 mét mặt tiền đường này. Có tổng diện tích là 5.000. Sâu 56 anh chị. Phủ hồng. Đất ở nông thôn anh chị ha. Hồi nãy thì em có quay nửa chừng thì trời mưa nên là bị ngắt quãng. Thì đó anh chị. Cái đất mình là có mặt tiền đường này nha. Em nói lại là mặt tiền đường này là 126 mét mặt tiền đường này nha. Đường đá, đường này chuẩn bị trải nhựa đó. Hiện tại là đường nhựa trải ngoài kia rồi, gần trải vô đây rồi ha. Đây ranh thì từ đây anh chị đó. Và sâu xuống là 56 mét, 56 mét đó, 126 mét mặt tiền đường này, nằm khu dân cư. Thì xung quanh thì cũng có, hồi nãy em quay lay cam thì cũng có là nhà vườn ở xung quanh ha đó. Đây anh chị có thể thấy nè. Đó, sâu xuống cái đám chuối đó ha. Đó, xung quanh là khu dân cư. 126 mét mặt tiền đường này. Thực sự là để mà nói thì 5.000 mét vuông mà bán với giá là 3 tỷ rưỡi. Em nói thẳng luôn là 3 tỷ rưỡi. Đó, chủ đang kẹt tiền cần bán. Đó, thì anh chị cứ tính đi. Rải hai mắt thì anh chị mình, cô chú chị mình có thể tự tính mình. Tự xem được, xem xét được ha. Theo như em Điền nói là lô này rất rẻ và cực kỳ rẻ là đằng khác ha. Hiện tại thì quy hoạch đất này thì không phải bàn rồi, quy hoạch đất ở nông thôn. Nhưng mà em nếu mà để mà tư vấn cho cô chú chị mình đầu tư á, để về cái lâu dài á, em nói thiệt là cái này mình lên thổ cư mình phân lô tách thửa thì nó là tuyệt vời luôn anh chị. Thà như mình phân lô tách thửa mà không có dân cư á, thì nó sẽ khác, là mình phải nói sườn sườn lại thì không dám, em không dám nói mạnh. Nhưng mà thật sự đây là khu dân cư đó, khu dân cư em mới nói là phân lô ra được đó, 126 mét mặt tiền đường này thì anh chị cứ phân 10 mét thôi, 10 mét 50, 10 mét 50 vậy đó, đó. Đất thổ cư nha. Thì vừa rồi đây thì Sở Tài Nguyên Môi Trường của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng có đưa ra cái văn bản là bổ sung ý kiến để mà phân lô tách thửa anh chị. Thì đâu đó chuẩn bị rục rịch lại rồi anh chị ạ. Đây, nãy giờ thì em vừa đi vừa nói nhưng mà cũng tới đất rồi, cuối cùng cũng tới cái ranh rồi. Đó, tới cái ranh này là 126 mét mặt tiền. Rất là rộng luôn, rất là dài luôn. Thường thường em quay những cái lô đất rẻ thì mặt tiền, thường thường mặt tiền nhiều thì chiều sâu thì ngắn. Nhưng mà mặt tiền này nhiều, vừa nhiều mà chiều sâu lại có chiều sâu. Sâu 50, đó, rất là sâu. Đó anh chị có thể thấy nhìn này, đây cũng có thể nhìn thấy qua luôn. Những cái nhà vườn, nhà chòi này, đó bên kia. Đó, nhà nghỉ dưỡng bên đó, rất là đẹp. Nói chung là khu vực này là khu vực đất còn rộng. Nên là người ta thường về làm nhà vườn rất là nhiều. Khí hậu ở đây thì mát mẻ, đi ra biển thì cũng rất là gần. Đấy, hồi nãy em cũng có nói đó. Đó, 15 cây số là đi đường hiện hữu, còn mà đi chim bay thì có 10 cây số thôi. Hướng của mình thì hướng có hướng là hướng nam. Hướng nam hơi lệch hướng tây một chút xíu ha. Hướng nam hơi lệch tây xíu. 5.000 mét vuông mà có 3 tỷ rưỡi à. Tính ra mét vuông có nhiều 700.000 một mét vuông anh chị.
Còn tính ra mét ngang thì khoảng đâu đó chưa tới 30 triệu một mét ngang, 27 triệu một mét ngang khoảng đó. À, rất là đẹp luôn. À, thì bây giờ em Đức thì so Đức thì Đức sẽ hơi chủng một chút xíu, nhưng mà không sao, mình có thể đặt vấn đề là mình san lấp được hả anh chị ha. Nay chủ kẹt lắm mới là bán với giá này. Thời điểm em không nói tới thời điểm sốt nữa, tại vì thời điểm sốt thì anh chị biết rồi. À, dân cư thì tất nhiên là sẽ có điện mà. Điện ha, điện nước đầy đủ ha, không thiếu bất cứ gì. À, mình ra cách tỉnh lộ 328 thì khoảng đâu đó là 2 cây số anh chị, 2 cây số. Tỉnh lộ 328 là đi được biển Hồ Tràm đó, 2 cây số. Đường này thì tất nhiên là đường mình thông rồi, đường này mình ra 328 cũng được, đường này đi cũng được ha. Nói chung là đường mình thông, còn cái hướng này á, hướng này cũng vậy ha, vẫn đi thông được luôn. Nếu mà anh chị nào mà rành á, rành cái khu vực xã Phước Tân này á, thì nói tới ao sen Trúc Quỳnh thì anh chị chắc anh chị biết ha, đường này đi ra ao sen Trúc Quỳnh này rất là gần. Em sẽ quay lại cái đất này cho cô chú anh chị mình xem này, để mà anh chị có thể cảm nhận. Đó, đôi lúc em nói nhiều quá thì cô chú chị lại bảo là em nói đất đẹp, đất hay để mà cô chú chị mình mua. Nhưng mà em đây em nói là để cho cô chú chị mình tự cảm nhận, tự nhận xét nha. Anh chị cứ nghĩ thế, nếu như mà anh chị mà mua về có cái ý tưởng đầu tư để mà phân lô á, thì thực sự mà để mà anh chị phân lô ra thì em nói lợi nhuận rất là khủng anh chị ạ. À, em thì không em chỉ đi làm môi giới thôi, em cũng không có tiền mà mua mấy cái này đâu, nên em mới đi giới thiệu cho cô chú chị mình mua để mà em lấy tiền phần trăm thôi. Chứ em nói kêu anh chị kêu ngon rẻ sao em không mua đi này kia, em nói thẳng luôn là em không có tiền. Đó, anh chị nhìn nè, 128 mét mặt tiền chuẩn bị lên nhựa, đường nhựa rộng hơn 6 mét, ô tô đi thoải mái. Đầu tư cứ mỗi lô cắt ra mỗi lô 10 mét, thì Đức ở nông thôn thì anh chị cứ cắt là 80 mét vuông thổ cư, mỗi lô 80 là được ha. Hồi xưa hồi trước lúc trước thì mình có thể cắt là 100 mét vuông mỗi lô. Đó, mỗi lô là có 100 thổ cư mới tách được. Đó, nhưng mà bây giờ là anh chị chỉ cần 80 mét vuông trên một lô thôi là tách được rồi ha. Trong này có cái nhà vườn này, đó có hồ bơi có đó luôn. Đó, ý tưởng rất là đẹp, rất là hay luôn. Đó, cứ mỗi lô là có 80 thổ cư, 10 sâu 56 vậy đó. Đó, thì anh chị nghĩ nên bán giá như thế nào là vừa. Đó, mà trong khi đó anh chị mua có nhiều, một mét ngang thì gần 30 thôi, mà anh chị bán mỗi lô cứ mát trăm, không lẽ không bán được ha. Đó, rồi thì đây em chỉ nói sơ bộ như vậy thôi, thì cô chú anh chị mình có thể về mình suy nghĩ tự tính ha. Rồi, cô chú chị nào mà quan tâm cái bất động sản này thì liên hệ em sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Rồi em xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị.